Nhu Nhu Nhu. Ai trời, Lưu Phùng là quốc cửu, là đệ đệ của đương kim thái hậu, chắc không chọc nổi. Hôn sự này tuyệt đối không hủy được. Xưa nay làm gì có ai hủy hôn với hoàng tộc như vậy, khác gì đòi lấy mạng cha. Trời ơi, Lưu Phục là tên khốn, nhưng mà con nghĩ xem, công vậy chứ. Tên Lưu Phục đó thật lòng thích con mà. Hả? Quốc cửu sai người mang tới 2 vạn lượng bạc để đặt của hồi môn cho con, đi đâu tìm ra một người hào phóng tới như vậy. Nè nè, mau mau đỡ ra cho ta. Dạ. Vũ Nhu, Yên tâm đi, chắc chắn lần này con không chạy. con tính đi đâu á? Đi mua của hồi môn. Ê, không được theo ta. Còn không chạy theo. Dạ. Tiểu thư, rốt cuộc ai đang sống ở đây vậy? hay là cô về nhà chờ đi, người về rồi sẽ dẫn về cho cô, coi chừng lão gia sốt ruột đó. Chỉ có 2 người thôi sao? Tiểu thư à, đã đợi hết mấy canh giờ rồi mà vẫn không thấy người, có phải là lừa đảo không vậy? Chắc chắn là lừa đảo rồi. Không thể nào, sư phụ ta hứa với ta rồi. Có 2 vạn lượng bạc này, sao phải đưa cho hắn chứ? Vũ Nhu tiểu thư à, mua bán này giao chúng tôi là được rồi, không cần tới 2 vạn lượng đâu. Tiền của tiểu thư mà lại cũng dành à? Đúng thật là. Tiểu thư, không phải chúng tôi muốn lấy bạc của cô, nhưng cũng không thể để cho người khác lấy bạc của cô được, đúng không? 2 người các ngươi á, nếu có bản lĩnh lớn vậy thì ta còn phải cầu xin sư phụ sao? Tiểu thư, cô cất bạc kỹ trước đi. Chúng tôi không phải người giống sư phụ cô. Chúng tôi làm việc trước, nhận tiền sau, đưa bao nhiêu tùy tâm trạng của cô, quyết không tính toán. Đúng rồi, tùy tâm trạng. Cuộc đời của tiểu gia cuối cùng đã làm được một việc tốt. Hả? Quốc cửu gia đã làm được chuyện tốt gì vậy? Là chuyện tốt gì? Các người có vui không? Vui. Nhưng người được lợi lại không vui. Ai vậy? Ai vậy? Đúng rồi, ai mà không biết điều vậy chứ? Các ngươi nhìn cái tên mặt đen đó đi, đen hơn than. Chúng ta đang mừng đó, khuôn mặt đó cũng đen hơn than. Hay lắm. Rồi, cũng đen. Vào chuẩn, không tốn 1 lượng bạc, tự nhiên lụm được cô vợ. Hả? Có chuyện được lợi tới như vậy sao? Hắn được lợi từ ta rất là nhiều. Quốc cửu gia, không thể để tên tiểu tử này chiếm lợi chúng ta được đâu. Đúng, phải đâu. Đúng vậy. Không thể được. Hả? Là vợ của ta để cho hắn được lợi. Ta cũng hết cách rồi. Uống rượu. Cái gì vậy? Trong số các người có kẻ muốn giết tiểu gia. Quốc cửu gia, ngài nói vậy nghĩa là sao chứ? Quốc cửu gia, không vậy là sao? Các ngươi có biết tên đen thui này tới chỗ ta làm gì không? Làm gì vậy? Còn để làm gì? Tới để tìm hung thủ giết chết ta. Các ngươi nói hắn biết. Cái gì vậy? Ai là kẻ thù của ta? Kẻ nào to gan như vậy, dám gây thù với quốc cửu gia, là kẻ thù của quốc cửu gia, cũng chính là kẻ thù của chúng ta. Giết hắn đi. Đã nhìn chưa? Ai dám giết tiểu gia? Hả? Ngươi có biết những người này là ai hay không? Quan của triều đình, ai cũng làm quan cao hơn ngươi. Biết nơi này là đâu không?
hoàng cung. Hội quán này chính là hoàng cung của tiểu gia. Còn đám quan này, sau khi bãi triều ở trong cung, sẽ tới chỗ của tiểu gia lên triều tối. Những cô nương ở đây chính là giai lệ hậu cung của tiểu gia. Ngươi nhìn tiểu gia làm gì? Người đâu? Tiểu gia. Đưa hắn vào động phòng. Thả ta ra. Đây. Thả ta ra. Nè. Thả ta ra. Nhà đi. Nhà lên. Nè. Nè. Thả ta ra ngoài. Thả ra. Nè, cô nương, cô đừng sợ. Ta sẽ không lấy nhà ngươi đâu. Cô không cần phải lo. Ta sẽ không lấy vợ. Ta tới để điều tra án. Muội muội, tỷ tỷ đến thăm muội đi. Muội muội, cốt nhục thân sinh của muội bây giờ là hoàng thượng rồi. Mẹ quý nhờ con, vị trí hoàng thái hậu vốn dĩ là của muội. Muội bị điên có lẽ là chuyện tốt, nếu không muội không sống được đến hôm nay. Hậu cung hiểm ác, ta và muội đều không đấu lại đương kim thái hậu. Muội phải sống thật tốt, đợi con trai muội lớn lên làm hoàng thượng thực sự. Đừng quên lúc muội gặp nạn tỉ tỉ tốt với muội. Có lẽ tỉ tỉ đã uổng công phí sức. Một kẻ đi như muội làm sao biết được ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Mấy ngày trước có người hạ độc con trai muội, lần này nó may mắn sống sót, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau. Để trong lòng những lời không thể nói, đành phải nói cho một người điên như muội nghe. Được rồi, tỷ tỷ không tiện ở lại đây lâu, sau này sẽ đến thăm muội sau. Ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, ta muốn gặp người. Hoàng thượng, thái tử nên đọc sách rồi. Hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Đây là tiểu khúc năm đó ca ca thích nghe nhất. Ca ca có còn nhớ không? Nhưng đàn và người đã không thể quay lại năm đó. Sợ là
rất khó đả động trái tim ca ca. Bây giờ ca ca đã không còn thích những tiểu khúc bi thương, mà ca ca thích nét lòe loẹt dâng trào của dị quốc. Bên trong tiếng đàn của muội đã có thêm sự ai oán. Năm đó lão hoàng thượng cũng nói như vậy. Nữ nhân trong hậu cung này ngoài ai oán ra thì còn gì nữa chứ? Tỷ muội nào mà không như vậy? Muội may mắn hơn họ. Đó là tại vì có ca ca. Không còn sớm nữa, ta cũng nên xuất cung rồi. Ca ca. Ca ca có biết nữ nhân trốn hậu cung sợ nhất điều gì không? Đêm tối trong hoàng cung u ám này, chiếc giường lạnh lẽo, căn phòng trống không, càng khiến người ta sợ hơn là đêm khuya thanh vắng, quan hồn đi lang thang khắp nơi. A ca, đêm nay hãy ở cùng muội, trò chuyện được không? Muội biết bên ngoài cánh cửa này có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào chúng ta không? Người đi đóng hết toàn bộ cửa sổ cho ta. Mau đi. Dạ. Thái tử đã đọc sách rồi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Thái tử đã đọc sách rồi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Trần công công. Trần công công. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Trần công công. Ông nghe đi. Hoàng thượng. Hoàng thượng, một nương nương bị điên đã mắc bệnh ở trong cung này. Bà ấy rất đáng thương. Có chuyện gì? Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ đáng chết, nhất thời sơ ý để cho Lý nương nương chạy ra ngoài. Mau cõng nương nương về cung hầu hạ cho đàng hoàng. Dạ. Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Người mau về đi nương nương à. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng. Trần công công, bà ấy là ai? Bà ấy chính là nương nương bị thất tam phong, chạy từ trong lãnh cung ra đây. Đi. Thái hậu nương nương, hoàng thượng tới rồi. Mẹ, hài nhi thỉnh an ngồi. Miễn lễ. Con đã khỏe hơn chưa? Hài nhi đã không sao, đã đến thư viện đọc sách rồi. Thái phó nói gần đây con học hành rất tốt. Mau đứng dậy đi. Mẹ, sắp tới thọ thần của người rồi, hài nhi muốn để người đón thọ. Lòng hiếu thảo của con ai gia xin nhận. Đón thọ thì không cần đâu, phụ hoàng con để lại của cải cho hai mẹ con ta không thấm vào đâu, không còn ngân lượng dư nữa. Cuộc sống của hai mẹ con ta sau này phải sống trong túng thiếu rồi.
Người sống cuộc sống gì, Hải Nhi sống cuộc sống đó. Hoàng thượng, con sao vậy? Có tâm sự gì sao con? Mẹ, vừa rồi Hải Nhi nhìn thấy một nương nương bị điên, tóc tai rối bời, y phục dơ bẩn. Hải Nhi nhìn thấy trong lòng buồn lắm. Hải Nhi muốn xin mẹ tắm rửa cho bà ấy rồi thay một bộ đồ sạch sẽ. Ừ, mẹ biết rồi, con quay về trước đi. Nhi thần cáo lui. Quách què. Nương nương, ngươi gọi Trần Lâm vào đây cho ta. Dạ. Ta hầu hạ nhà ngươi bị xui xẻo tám đời, ngươi khác theo chủ nhân ăn ngon mặc đẹp, còn bọn ta đi theo ngươi á, ở nhà rách nát, ăn uống thì kham khổ, ngươi còn gây ra chuyện thị phi cho bọn ta nữa. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nô tài đưa hoàng thượng đi đọc sách về, tình cờ đụng phải Lý Phi nương nương chạy ra ngoài ăn nói bậy bạ. Hoàng thượng hỏi nô tài nên nô tài nói đây là nương nương điên chạy từ trong lãnh cung ra. Ta đi, không nói nhiều thêm nữa chữ. Vậy tại sao hoàng thượng lại buồn chứ? Nô tài không biết. Khoảng thời gian này hoàng thượng đối với Aya vừa lấy lòng lại vừa gọi là mẹ, chắc không phải là do ngươi dạy chứ? Không phải là gọi xuất phát từ đáy lòng, Aya nghe mà không thoải mái. Nô tài chỉ nói với hoàng thượng là ở trước mặt thái hậu nương nương phải biết phép tắc. Aya thấy người cần phải nhắc nhở là ngươi. Ngươi làm như vậy là đang ám thị cho hoàng thượng Aya là người nguy hiểm, phải dè dặt cẩn thận. Trần Lâm, không phải ngươi cho rằng Aya muốn hạ độc hoàng thượng chứ? Nô tài không dám. Không dám sao? Vì chủ nhân của ngươi, có gì mà ngươi không dám? Aya từng nghe tiên đế nói ở nước Thổ Phiên có một con chó tên Ngao, cắn người không kêu, vô cùng hung dữ, cực kỳ trung thành. Trong mắt chó Ngao, chủ nhân của nó không có bằng hữu, không có người thân, bất kỳ ai cũng là kẻ thù, cũng uy hiếp chủ nhân của nó, cho nên không ai được đến gần chủ nhân của nó nửa bước. Chu Hoài Nhân là loại chó Ngao này, ngươi cũng như vậy. Trung thành có thừa, bại sự cũng có thừa. Ngươi làm như vậy sẽ hại chết tiểu chủ nhân của ngươi. Thái hậu, người nghĩ nhiều rồi. Nô tài không phải loại cẩu chỉ biết cắn người đó. Ngược lại nô tài cảm thấy mạng của thái hậu nương nương và mạng của hoàng thượng phải nên trói buộc cùng nhau, đúng không? Phải. Giang Sơn không còn mang họ Triệu thì thái hậu là Aya đây cũng không còn nữa, đúng không? Phải. Aya hiểu đạo lý này, nhưng mà ngươi không hiểu. Thái hậu, nô tài hiểu đạo lý này. Ngươi hiểu cái gì? Nô tài không làm chó Ngao, mà nên làm một con chó già biết lý lẽ. Còn gì nữa? Thái hậu cũng là chủ nhân của nô tài. Chạy đây, chạy đây, chạy đây, cút đi, cút đi, cút ra ngoài, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi. Nơi này đã bị triều đình trưng dụng, các ngươi làm vậy là tụ tập gây chuyện, bạo lực kháng lệnh. Chúng ta tụ tập gây chuyện là bảo vệ gia viên của chúng ta. Ai dám dỡ nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ liều chết một phen. Đúng rồi, liều chết một phen. Liều chết một phen. Không cần thở nhà. Trả nhà lại cho chúng ta. Ai muốn liều chết một phen vậy? Hả? Ai vậy? Liều với bọn chúng đi. Trả lại nhà cho chúng ta. Trả lại nhà lại đây. Ngươi ăn gan báo hay sao vậy? Là bị các ngươi ép đó. Chúng ta đời đời đều sống ở đây. Ngươi dỡ nhà đi rồi, chúng ta sống làm sao? Đúng đây. Tiểu gia đền ngân lượng cho các ngươi, có việc gì mà tiểu gia không lo được? Ngân lượng ngươi đền xây một chuồng trâu cũng không đủ. Vậy các ngươi còn muốn sống ở đâu? Sống ở nhà lớn của tiểu gia hả? Ngươi, chúng ta muốn sống trong nhà của chúng ta. Đúng vậy. Đúng vậy. Trả lại đây. Dựa vào ngươi, dựa vào mấy kẻ già yếu bệnh tật các ngươi.
muốn liều chết một phen với ta hả? Đúng. Tiểu gia rất không vui đó. Trời ơi, ông Thúc à, đứng dậy đi đại thúc. Đại thúc ơi, sao vậy? Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đại thúc à, trời ơi. Đại thúc à, đại thúc, đứng dậy đi. Đại thúc, đại thúc, đứng dậy đi. Mau đứng dậy đi. Tội nghiệp quá. Bọn chúng muốn tạo phản, giết chết bọn chúng, giết chết hết đi. Nghe tao nói, không ai được cử động. Trốn đi, bảo vệ thôn dân. Ta đi mau. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Giết đi. Bắt lấy hắn, rồi đen thoát. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cút. Tất cả đi tìm hung thủ cho ta. Nếu không tìm được, ta sẽ băm các ngươi thành tương cho chó ăn. Đó. Đó. Ngươi còn không đi tìm hung thủ, ở lại đây làm gì? Giờ tôi biết giết ai rồi chứ. Lần này bị mất một lỗ tai, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Là kẻ nào muốn giết tiểu gia? Phải hỏi ngài chứ. Tới người già sức yếu mà cũng muốn giết ngài, tại sao? Làm sao tôi biết được? Ngươi nên đi hỏi hắn kìa. Ông ấy bị ngài giết rồi. Nhất định là đám điêu dân tụ tập gây chuyện đó, nhất định là sát thủ cho chúng thuê. Ngươi đi nói với Thái Hậu, phải bình giết chết bọn chúng đi, giết hết đi. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm? Đoán Nhược Triêu nói, ông ta không biết. Ông ta nói lúc ông ta tới, sát thủ đã chạy thoát rồi. Vậy Bao Chẩn đâu? Lúc đó hắn ta ở đâu? Ở ngay bên cạnh. Đoán Nhược Triêu nói là Bao Chẩn phát hiện ra sát thủ trước, phó phủ mới kịp thời giữ được mạng đó. Thái Hậu, ca ca, đệ đệ của Ai Gia gặp nguy hiểm rồi. Thần đã biết rồi, khắp thành đều đang sôi sục, đi khắp nơi bắt hung thủ. Đệ đệ của Ai Gia đã bị người ta cắt một lỗ tai. Chỉ bị cắt một lỗ tai coi như hắn may mắn. Ca ca, huynh nói lời này là có ý gì hả? Thái Hậu, có người muốn lấy mạng của hắn. Ngươi là Thái Hà Sướng đúng không? Ngươi là ai? Ta là Bao Chẩn, quan của triều đình. Ngươi muốn làm gì? Điều tra. Tra án gì? Sát thủ muốn giết Lưu Phục. Bắt hắn lại cho ta. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Thả ta ra. Các người bắt quan của triều đình vi phạm dương pháp. Dương pháp? Chúng ta không thể sống tiếp được nữa, còn quan tâm dương pháp làm gì? Nói. Còn phải người muốn vu oan cho chúng ta, cố tình gán cho chúng ta tội danh giết hoàng thân, tìm cách nhốt hết chúng ta vào trong tù, sau đó giết sạch. Không phải. Các người hiểu lầm rồi. Thật hiểu sự lầm hả? Vậy người tới đây làm gì? Hoàn toàn ngược lại. Không tìm ra hung thủ thì Lưu Phục sẽ du oan cho các người, nhốt các người vào đại lao.
Đó mới thật sự là độc chiếm đất đai của các người. Ngươi không phải người của Lương Phục thật sao? Không phải. Nói dối! Ta không tin ngươi đâu. Bất Nhẫn, ngươi đang dùng bảo chế bảo quyền. Dừng tay! Chúng ta bất dân sao? Đó cũng là do đám các người ép mà ra thôi. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không giống như Lưu Phục. Đúng là không giống. Quả trong thiên hạ con sao đen hơn con trước. Ngươi có biết rằng vì sao ông lão đó lại không màng sống chết không? Hả? Ông còn sao chứ? Không còn ai sống sót. Ta không cần các người thương hại. Các người tự thương hại bản thân mình đi. Không còn ai hết. Người tiếp theo chính là các người. Người có biết con trai của ông lão chết như thế nào không? Chinh chiến biên ải, phải mất mạng vì triều đình, tử trận tại nơi xa trường. Vợ của y chịu không nổi, nhảy sông tự tử để lại một đứa con còn đang bú sữa. Người thật sự là mệnh quan của triều đình à? Người có thể giúp cho ông lão minh oan rửa hận không? Quan bao che cho nhau, đánh người không quan một chút nào. Lưu Phục là đệ đệ của Đương Kim Thái Hậu. Ta chỉ là một quan nhỏ hàng lục phẩm. Bỏ đi, để hắn đi đi. Đi! Cháy rồi, cháy rồi. Hả? Cháy rồi, cháy không rồi. Hay rồi. Thái đại ca ơi, cháy rồi. Bọn chúng không quả lên. Đốt nhà rồi. Cháy rồi. Mau cứu quả đi, nhanh lên. Đem nước tới. Mà nhanh lên, nhanh lên. Chắc là ngươi dẫn người theo. Không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi hiểu lầm rồi. Người dụ chúng ta đến đây mà sau đó cho bọn chúng đốt hết nhà của chúng ta. Tay lên. Ai rồi? Bỏ hắn ở lại đây, cho lửa thiêu chết hắn đi. Mau dập lửa. Mau sao ta dập lửa. Mau lên. Mau đi ra sông lấy nước đi. Mau lên. Mau lên đây. Để tên nước về đây. Mau lên. Ngoài không? Thả ta ra ngoài. Mau lên. Thả ta ra ngoài. Ngoài không? Mau. Cứu tôi với. Có ai không? Mau lên, 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 nhanh đi, nhanh đi, mau lấy nước chạy qua bên kia, nhanh lên, mau lên, hai hạ xuống, chạy mau, mau, mau lên, Thái. Đứng đi. Súc sinh, các người nhất định sẽ bị trời đánh. Người không cứu được ai được, mau quay về. Chưa. Bây giờ biết làm sao đây? Ngươi đi đâu vậy? Cả đêm không về. Ta còn tưởng ngươi bị giết rồi đó chứ. Ta hỏi ngươi đó. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngài đốt thôn Thuận Hà, giết Thái Hà Sướng. Thôn Hà bị đốt rồi. Tốt quá rồi. Đỡ cho tiểu gia phải đi dở. Là do ngài làm.
Bằng chứng nào mà nói là ta làm chứ? Quản gia của ngài dẫn người tới phóng hỏa giết người, chính mắt ta nhìn thấy. Là tiểu gia ta làm đó thì sao đây? Hả? Ừ? Hạng Phúc đâu rồi? Sao vẫn chưa về vậy? Ta muốn thưởng cho hắn. Ngươi là một tên ác bá kinh tởm. Ác bá? Ngươi nói tiểu gia là ác bá. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đã có người nói tiểu gia là ác bá rồi. Ngươi biết không, làm ác bá là ước mơ từ nhỏ của tiểu gia ta. Đã tìm ra hung thủ chưa? Ta muốn diệt cửu tộc hắn. Ta cũng muốn giết ngươi. Cái gì? Ngươi cũng muốn giết ta? Dạo này ta bị sao vậy ta? Toàn gặp phải mấy kẻ lấy trứng chọi đá. Bao chừng, ngươi có biết không? Trong mắt của tiểu gia, ngươi chỉ là một con kiến thôi. Tiểu gia mà không cẩn thận là có thể đạp chết ngươi. Ngươi cũng nói muốn giết ta, ta rất không được vui. À, tiểu gia, Hạng quản gia nhà người gửi tới một tay nải, nói là ta ngày lễ vật hôn sự. Hạng Phúc, hắn làm trò gì vậy? Rồi hắn đâu? Dạ không biết, người tới để đồ rồi đi. Ừ. Dạ. Mở ra. Người đâu? Người đâu? Bị hại ý. Quiet.